Năm xưa em còn bé, rằm tháng bảy vu lan, tung tăng như chim sẻ theo mẹ đến chùa làng. Mẹ dạy con phải nhớ gương đức mục kiên liên, nhờ lòng ngài hiếu thảo cứu độ được mẹ hiền. Thời gian trôi nhanh quá, thăm thoát như thoi đưa. Năm nay em đã lớn, mẹ hiền em mất rồi. Vu Lan rằm tháng bảy, nhớ mẹ quá đi thôi. Em về thăm chùa cũ, lòng chùa xót ngậm ngùi. Chùa xưa vẫn còn đó, mà bóng mẹ về đâu? Âm thầm em lặng lẽ bước đi nặng âu sầu. Em dập đầu lễ Phật, xin mẹ được vãng sinh. Xin mẹ về bên giác cho nhẹ nhàng anh linh. Rằm tháng bảy, nhớ mẹ quá đi thôi. Em về thăm chùa cũ, lòng chùa xót ngậm ngùi. Chùa xưa vẫn còn đó, mà bóng mẹ về đâu? Âm thầm em lặng lẽ bước đi nặng âu sầu. Em dập đầu lễ Phật, xin mẹ được vãng sinh. Xin mẹ về bên giác cho nhẹ nhàng anh linh.
đại đức giảng sư cùng quý thiên hữu đồng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Kính thưa quý Phật tử, thật là một duyên lành ngày hôm nay chúng ta lại hội ngộ ở đây. Và bây giờ xin quý Phật tử hãy thành tâm chắp tay hướng về mười phương chư Phật, cảm ứng đến Tam Bảo. Quý Phật tử quán tưởng Đức Phật như bao nhiêu con người khác, Ngài hiện thân ở cõi ta bà này, có cha, có mẹ, có vợ con, thân bằng quyến thuộc. Ngài vì thương tưởng tất cả chúng sinh còn lặn hụp trong biển khổ sanh tử, cho nên Ngài lại cãi lời cha mẹ của mình, xa rời vợ đẹp con ngoan, nửa đêm vượt thành để đi tìm con đường giải thoát, giác ngộ cho mình và tất cả chúng sinh. Ngài đã bỏ hết tất cả vật chất trên thế gian, Ngài đã bước trên lễ giáo gia phong, không sợ cha mẹ những giọt nước mắt lưng tròng,
cắt đứt ái ân giữa người vợ và đứa con thơ. Hình bóng của thái tử đã làm cho những người con Phật cảm niệm và thâm ân sâu sắc. Một con người cao cả, một ý chí tuyệt vời, một tâm niệm rộng lớn bao la đã cho chúng con và tất cả chúng sinh niềm an vui hạnh phúc. 49 ngày đêm thiền định với cội cây Bồ Đề, thân Ngài chỉ còn là bộ xương bọc da, nhưng giáo lý của Ngài là cả một bầu trời rộng lớn mênh mông trùm khắp pháp giới, như dòng sữa ngọt ngào, như đưa chúng con tắm mình trong an vui và hỷ lạc. Xin cho chúng con thắp nén hương lòng cảm niệm thâm ân và phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương theo giáo pháp của Ngài, hoằng truyền hạnh nguyện của Ngài, để chúng con và tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. Xin cho người nghe, người thấy giáo pháp màu nhiệm này biết bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo để tu tập pháp hiền, ngưỡng nguyện Tam Bảo thùy từ phóng quang chứng minh và giáo hộ cho đệ tử chúng con sở nguyện tùy tâm sở cầu được như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và buổi chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ với đại chúng về một chủ đề, đó là giá trị hạnh phúc đời thường. Giá trị hạnh phúc đời thường mà tất cả chúng ta đều có. Tôi nhắc lại để chúng ta trân quý nó. Thứ nhất, chúng tôi nói về cửu huyền thất tổ, gia phả của chúng ta là ai? Cửu huyền thất tổ theo quan điểm của chúng tôi, đó là một sợi dây quan nghiệp trên tinh thần nhân quả, vai trả trả vai. Sở dĩ ông bà, cha mẹ, rồi chúng ta có người là vợ chồng, rồi con, rồi cháu, thế vậy cái gia phả này chính là một sợi dây giống như sâu chuỗi này kết nối với nhau, mắc xích với nhau. Hết cái mắc xích này rồi tới mắc xích khác, giống như trong vòng 12 nhân duyên vậy. Và ông bà sanh cha mẹ, sanh mẹ, cha mẹ rồi sanh chúng ta, rồi chúng ta sanh con, rồi con lại sanh cháu, và cứ thế tạo thành một cửu huyền. Như vậy thì trong gia tộc này, khi ông bà sanh ra cha mẹ, rồi cha mẹ sanh ra chúng ta, rồi cái tương sanh đó đó, có ai làm tròn bổn phận mình chưa? Theo quý vị, theo quý Phật tử thì có ai đã làm tròn chưa? Hả? Theo quý vị thì có ai làm tròn chưa? Phải không? Nếu làm tròn thì chúng ta được xứng đáng là kiếp người. Chúng ta có hai phần phải không? Phần con và phần người. Con người mà chúng tôi đã nói trong cái bản, trong ba chữ bản, thì chúng tôi nhắc đến cái phần con là gì? Là bản năng. Cái phần quy tắc bổn phận đó là bản lề. Và người nào vượt qua khỏi đó để đạt đến phần ưu, phần tuyệt vời, thì đó gọi là bản lãnh. Như vậy bản thân mỗi người chúng ta cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu thoát là để gì? Để hóa giải quan khiên túc trái đó. Có những người cha người mẹ sanh con ra để gì? Để bắt đứa con đó phải cung phụng, phải lo lắng, phải hầu hạ cho mình. Nếu nó không làm được như thế, sẵn sàng hành hạ nó, sẵn sàng bẻ tay bẻ chân móc mắt nó,
bắt nó phải đi xin ăn, bắt nó phải đi làm những việc cực khổ để nuôi cho cha mẹ. Như vậy thì những đứa con đó sanh ra để gì? Để trả nợ cho cha mẹ. Mày không chịu trả nợ, sẵn sàng bẻ giò mày. Có không quý vị? Đánh đập tàn nhẫn đến độ mình phải nói là giả mang mới đúng, thấy không? Như vậy những cái bậc đó cũng có thể nói rằng cha mẹ ác, thấy không? Nhưng mà nếu xét về nhân quả có ác không? Nhân quả là do nó, cái nhân nó như thế cho nên phải sanh ra gặp cha mẹ như thế. Nó chiêu cảm nghiệp, chiêu cảm nghiệp cho nên nó phải sanh ra. Nên ta hiểu như vậy, ta làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu với nhau là chiêu cảm nghiệp với nhau, sanh ra để vai trả, trả vai. Mà trong kinh Địa Tạng nói nếu ví như mà cha con ruột với nhau mà đi xuống địa ngục mà sanh gặp với nhau ở trong địa ngục, có chịu bằng lòng thay khổ cho nhau không? Chẳng chịu bằng lòng thay khổ cho nhau. Vì nghiệp duyên của ai nấy chịu thôi. Chẳng qua là trong cái cuộc đời mà mình phải làm bổn phận của mình đối với cha mẹ, cho nên gọi là hiếu thảo. Nếu ai chưa làm toàn hiếu thảo đó thì gọi là gì? Bất hiếu. Như vậy thì có những đứa con nó giết cha giết mẹ không? Có những đứa con nó bán đứng cha mẹ nó. Cha mẹ còn đang ở trong nhà vậy đó, mà giấy tờ của là tiền bạc nó lấy hết rồi, nó bán luôn miếng đất đó rồi, nhà đó nó cầm nó bán rồi, chỉ cần tới ngày tới giờ là người ta tới, người ta đuổi ông bà già ra để người ta lấy thôi. Có không quý vị? Cảm ơn quý vị xác nhận. Báo chí đăng Hà Lâm mà cái vấn đề này, phải chăng đó là cứu quyền thất tổ của ta? Quan gia trái chủ, ta hiểu được nhân quả, ta thấy rõ cái dòng luân hồi này, chuyển hóa này. Và ai đã từng đọc Túc Sanh Truyện sẽ hiểu rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều đời nhiều kiếp đã từng làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu với tất cả chúng sinh. Và khi Đức Thế Tôn đi khất thực như vậy, gặp hai ông bà lão, hai ông bà lại ôm Đức Thế Tôn nói: con bỏ cha mẹ đi đâu lâu quá, con không về. Đức Thế Tôn quay trở lại nói với các hàng đệ tử: ông bà già này đã là cha mẹ ta 500 kiếp chứ không phải một kiếp. Ta hiểu như vậy, ta cầu nguyện, ta làm bao nhiêu việc phước thiện để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, để hóa giải quan thiên túc trái với nhau. Hóa giải quan thiên túc trái với nhau. Và ta mong rằng ta có một y báo là thân bằng quyến thuộc đều là người tốt. Vậy thì khi ta sanh ra, thân bằng quyến thuộc của ta là y báo đầu tiên của ta, cha mẹ của ta là y báo tuyệt vời của ta. Nếu ta gặp được cha mẹ tốt, cha mẹ hướng ta đến con đường giác ngộ giải thoát là tuyệt vời vô cùng. Nếu ta gặp phải quan thiên túc trái, ta sanh nhầm cha mẹ đầu đường xó chợ, vì một hoàn cảnh nào đó mà cha mẹ phải đến với nhau, để rồi khi có những đứa con sanh ra không bao giờ kêu được tiếng cha, vì nó chưa sanh ra cha nó bị xì ke chết rồi. Suốt một đời nó mong kêu được một tiếng cha và thấy rõ người cha vẫn không có. Có những đứa sanh ra để rồi mẹ chết, bác sĩ hỏi bây giờ cứu con hay cứu mẹ, người mẹ luôn luôn nói hãy cứu con tôi. Người mẹ luôn luôn hy sinh cho con mình. Và cứu được đứa con thì người mẹ chết, giống như Thái tử Tất Đạt Đa đã từng cảm nhận được điều đó. Thái tử sanh ra 7 ngày, hoàng hậu Ma Gia lìa đời. Có những đứa trẻ muốn kêu một tiếng mẹ và thấy được rõ mẹ của mình, thấy được không quý vị? Không thấy được, không có được. Như vậy rồi chúng ta sanh ra những đứa con được, những đứa con của chúng ta, liệu những đứa con này có phải là những đứa con y báo của ta, để ta sanh nó ra rồi 9 tháng mang nặng đẻ đau nuôi cho nó trưởng thành để nó báo hiếu cho ta? Ai cha mẹ nào cũng mong vậy hết. Cha mẹ nào cũng mong sanh con ra là để về già con nuôi trở lại cha mẹ. Cha mẹ nuôi con là để con nuôi trở lại cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Ai tụng kinh Du Lan mới cảm nhận được giá trị này. Đến lúc đó là phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa,
cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Như vậy thì mình nuôi được cha mẹ không? Hả? Ở đây những người nữ nhiều nè, có ai đã từng nuôi được cha mẹ chưa? Đấy không? Hồi nín thinh là biết chưa rồi. Nín thinh là đồng ý đó. Thôi thì an ủi là cũng gặp được Phật Pháp, cũng giác ngộ được. Thôi tự khen tặng mình là bữa nay có mặt ở đây đi. Có mặt ở đây cho nên là mình hiểu được phần nào, mình báo đáp được phần nấy. Chứ không mình dai là đời nhiều đời sau mình trả mệt lắm. Phải trả thôi. Trên tinh thần nhân quả, đừng nghĩ rằng là cha mẹ lo cho mình là mình không lo cho cha mẹ là quề, không có chuyện quề. Đời này mà không lo được thì đời sau sanh ra làm gì? Làm cha mẹ để sanh con. Cho nên thế gian ta nói lũ mũi quay xuống. Cha mẹ lo cho con rồi con lo cho con nó nữa. Cho nên nó quên luôn cha mẹ. Có những người 50-60 tuổi vẫn phải đi làm để ăn. Còn nó về nó cho 50%, lỡ mà nhiều hơn nó cho mượn. Cho mượn trả, không trả nó chửi. Có không? Cảm ơn quý vị. Đây là hạnh phúc đời thường mà thầy muốn nói. Đây là giá trị hạnh phúc đời thường. Bây giờ thầy chỉ cái giá trị nữa. Đáng ra ta còn có ông có bà, mà ta thấy được ông bà là ta mừng rồi. Đây là gia phả có hệ thống gia phong lễ giáo. Ta có cha có mẹ, mà ta được kêu chữ cha chữ mẹ là một hạnh phúc tuyệt vời. Vì có người đâu có được kêu, mà có người có kêu cũng đâu có được thấy mặt. Ta thấy mặt ta hạnh phúc. Phải không? Rồi bây giờ có người có vợ có chồng, phải không? Thì đáng ra được có một tấm vợ tấm chồng là mừng rồi. Phải không? Là tại vì trong cuộc đời đó là cái giá trị hạnh phúc đời thường nó là thế. Mà cái này là trên tinh thần nhân quả. Nếu như bản thân chúng ta mà không có được giá trị đó thì xin thưa, có nhiều người sanh ra cuộc đời này muốn có một tấm chồng suốt một đời không có. Mà cái này là thầy nói muốn nè. Còn có người gì ớn quá cho nên không muốn thì ở vậy cho nó khỏe. Ông nào tới thương cũng dừng thôi. Không được, ông này ở dơ lắm. Tao muốn bữa không? À, cho nên không lấy thôi. Vậy là tại vì không thiếu nợ. Thì sau khi thầy giảng xong thì có một cái cô bữa hôm cũng chạy tới, cô hỏi thầy: thầy ơi, có phải chăng là theo cái ngạn ngữ tục ngữ dân gian ta nói là cây độc không trái, gái độc không con, đúng không thầy? Thầy nói cái câu này thì cũng hơi đúng đúng đó. Nhưng mà theo tinh thần nhân quả thì không phải vậy. Nếu cây độc không trái thì người ta lấy đâu chết? Ta đâu có trái đâu ăn chết. Còn này có nhiều cái cây độc trái ghê lắm. Thấy không? Nếu mà nói gái độc không con thì cũng không đúng. Có nhiều người tại vì theo quy luật nhân quả không thiếu nợ, không thiếu mưa, không mắc nợ như đứa con. Thế theo ngạn ngữ thì nói nhau, con là nợ, vợ chồng là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Có người không có cửa không có nhà là do không có nghiệp báo. Hạnh phúc lắm. Mình nghĩ rằng mình không có cửa có nhà mình vẫn là cái người hạnh phúc, vì mình không có nghiệp báo vậy thôi. Cho nên có những người lang thang đi chỗ này ở, mà cái người nước ngoài là cái người giàu nhất. Ta thấy những người Việt kiều về là có khi là đi bị dấp té. Vì sao vậy? Nhìn lên không có nhìn xuống. Như vậy mà hỏi ra là biết ở bên đó đi nhà, ở nhà thuê nhà mướn không? Chắc không có nhà. Nhưng mà họ về đây là họ nhìn lên, họ không nhìn xuống. Có khi thấy họ băng cái chân là biết bị tróc bóng. Mà nếu như mà bản thân mọi người chúng ta tôi hiểu được giá trị hạnh phúc đời thường là ta có một túp liều tranh và hai quả xiêm trì. Vậy trong đó tối ngày cứ gây lộn với nhau chích chứ. Nhưng mà một túp liều tranh mà hai quả xiêm vàng là hạnh phúc vô cùng. Mà thầy nói nha, đừng ai phủ nhận giá trị hạnh phúc gia đình.
dầu rằng tôi đi tu, tôi có một hạnh phúc vì tôi có những đứa con xuất gia, và tôi hạnh phúc ghê lắm, phải không? Dầu rằng nó như thế nào tôi cũng vẫn hạnh phúc, vì tôi biết được giá trị hạnh phúc đời thường là gì, là thiết lập mối quan hệ truyền thông thân bằng quyến thuộc với mình. Mình mà có y báo, mình sẽ có những đứa đệ tử giỏi, những có đệ tử ngoan. Mà mình không có y báo là có những đứa đệ tử quậy, những đứa đệ tử nó sẵn sàng bán đứng mình. Đấy cũng là y báo của chúng ta. Nhưng mà tôi nói, nếu ai phủ nhận hạnh phúc gia đình mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là tổ vợ thì chê chồng, chê hết sức chê vậy mà tối về ôm. Có những người chồng cũng vậy nữa, đi ra ngoài không hề thưa khen vợ mình câu nào hết trơn, rồi chơi thì nói chú huynh vậy đó, tối về ôm. Vậy mà giận cái đầu quánh không còn chỗ nào quánh hết, quánh xong rồi cái thoi dầu ôm trở lại, có không? Cái này là Phật Pháp chỉ nhân quả rõ ràng. Nhưng mà ta không hiểu nhân quả nó thì có nhiều người suốt một đời đau khổ ghê lắm. Muốn có một tấm chồng không có được. Có những người muốn có được một người thương mình để có một tấm vợ không có được. Mà tôi khen chí phèo với chị nở. Trời ơi, nó xấu cỡ đó mà nó cũng có. Mà tôi lại an ủi mình cũng cỡ này, mình chụp hình cũng giống diễn viên nhưng mà mình phòng không giết bóng. Và tôi nghĩ đó cũng là một cái giá trị mà tôi nghĩ là hạnh phúc, là tại vì tôi không thiếu nợ rồi thôi. Phải không? Chứ thiếu nợ là chụp mất rồi. Nha. Cái giá trị hạnh phúc đời thường là ta biết chấp nhận, ta biết chấp nhận trên quy luật nhân quả để ngay nơi đó mà ta gieo trồng. Ngay nơi đó mà ta gieo trồng. Thì thế gian nói là không có một con người xấu, chỉ có một con người không biết làm đẹp. Chỉ có một người không biết làm đẹp. Như vậy thì ta tự trang bị cho mình một cái đẹp. Đẹp đó là gì? Đẹp đó là cái đẹp nhân quả. Khi ta lấy nhân quả trang bị cho mình, thì khi mình hiểu rõ nhân quả, những người xung quanh của mình là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện ghét quá chừng. Thì khi mà mình không có duyên rồi đó, thì xin thưa mới gặp là ghét. Phải không? Người ta nói là xa nhau cách dách cũng xa, thì có gần nhau biển cả bao la cũng gần. Trời ơi, điện thoại của tôi thì thường nhận cái điện thoại Phật tử từ nước ngoài, là tại vì nó gần lắm, nó gọi lúc nào cũng được hết. Còn có người kế bên không chịu gọi tôi tiếng nào. Tại sao vậy? Sợ phiền. Thế mà đây là thiết lập truyền thông để ta biết là có những lúc mà truyền thông chúng ta bị đổ vỡ. Có những lúc vợ chồng với nhau hầu đó chưa cưới á, thì khóc đêm khóc ngày mong cho gặp được một phút vắng anh là một đợt, là một năm buồn tuổi. Chỉ một phút vắng thôi là nó một năm buồn bã vậy đó. Mà gặp anh rồi thì vất vả nhiều hơn. Trời ơi, cái tình chỉ đẹp khi tình tường gian dở, là đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái đó xưa rồi nhưng mà vẫn cứ dùng được. Ở đây là ta không cảm nhận được giá trị hạnh phúc. Nếu ai đã từng cảm nhận được giá trị hạnh phúc, họ có được bạn đời với nhau, họ biết là nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải một đời một kiếp đâu nghe. Có người là cứ chơi trò bắt chuột thôi, người này thì lại thương người kia lại thương người khác, và cứ thế cuộc đời là biển khổ. À, tại sao bây giờ thầy trò mình học cái bốn câu này đi ha. Quý vị đọc theo tôi. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Lặp lại lần nữa. Lần nữa. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Lặp lại. Lần nữa. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Lặp lại. Lần nữa. Ngẫm lại cũng trong biển khổ thôi. Lặp lại. Lần nữa. Rồi, lặp lại bốn câu.
cũng cười hết, có nghĩa là ai cũng thuộc hết rồi. Vì vui quá, thuộc rồi mới cười. Rồi bây giờ lặp lại. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cũng trong biển khổ thôi. Rồi giờ lặp lại được chưa? Hên xui 2, 3. Biển khổ 2, 3. Rồi, cái này không đổ đại học mà học đại. Ta nói là bất quá tam là không quá 3 lần, thì ta lặp lại 3 lần là ta thuộc rồi chứ. Ngày xưa Lê Quý Đôn, khi mà nước nó dâng lên tới đâu là ông đọc tới đó. Ông đọc tới đâu xong là nước vừa dâng lên xong ông đọc lại cái bản bia đó. À, mà đó là chữ Hán nữa đó. Thấy không? Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta nói ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn tùng ba. Hả? Biển ái dài muôn dặm. Hả? Dài lắm. Vậy thì nè, chúng ta là đang ở trong cái biển, biển ái, biển khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, sóng ngập trời luôn á. Hả? Cho nên ta sanh ra trong đời này là đời ngũ trược ác thế. Mà ta sanh ra trong những người xung quanh ta là thân bằng quyến thuộc, những người đó là y báo của ta. Phải không? Mà ta không cảm nhận được giá trị hạnh phúc đó. Uổng không quý vị? Uổng không? Ta sống với ông bà, sống với cha mẹ, sống với vợ chồng, sống với con cái, với cháu, những người thân của chúng ta, mà chúng ta lại là quan khiên túc trái, thì cái này mới gọi là Phật quá gia đình. Ai Phật quá gia đình được thì người này gọi là cái người biết quá giải quan khiên túc trái. Phải không? Đó, cái hạnh phúc đơn giản như vậy. Thì tôi khuyên các vị, nếu như ai đã từng cảm nhận được giá trị chúng tôi nói, mỗi tối thắp 3 nén hương trước cửu quyền thất tổ. Phải không? Và tụng một thời kinh niệm danh hiệu Phật để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu thoát. Ha? Thì cái người này là cảm nhận được giá trị hạnh phúc, vì ngay bây giờ con biết được đạo pháp, con hướng đến cửu quyền thất tổ, con cầu mong cho những cái vong linh cửu quyền thất tổ mà chưa siêu thoát thì xin hãy cùng với con mà tu tập. Ha? Ai đã từng còn ông bà, hãy nên dành một chút xíu thời gian để cảm nhận giá trị hạnh phúc được còn có ông có bà trong cuộc đời. Đấy. Ta nên dùng hết tất cả những gì ta có được để đem lại giá trị hạnh phúc, tình thương yêu và sự hiểu biết, thiết lập truyền thông với ông bà, và luôn luôn lúc nào gặp chúng ta, ông bà chúng ta cũng nở nụ cười, và khi nhắc đến chúng ta, ông bà chúng ta cũng nở nụ cười. Đó là ý nghĩa báo hiếu trong đạo hiếu của Du Lan. Còn cha còn mẹ, các vị hãy làm cho cha mẹ mình một những cái gì đó mà cha mẹ cứ mỗi lần nghĩ đến mình, cha mẹ nở nụ cười. Như vậy quý vị thiết lập truyền thông. Thì thầy có một cái cô Phật tử, cô nói chuyện với mẹ, cô nói tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, cô nói thôi má đừng nói nữa. Con hiểu rồi. Ý nói sao? Muốn lấp lại những cái gì đó bên trong. Mà hở nếu mà mẹ với con mà nói ra tiếng thứ hai nữa la cái lộn. Có không quý vị? Không biết sao kỳ. Nói với mọi người phải nói rất là vui, mà nói với cha mẹ mình thì nói tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai. Thôi được rồi, con hiểu rồi. Lật đặt để chạy, hoặc là tắt điện thoại. Chứ nếu không tiếng thứ ba là coi chừng bị bà già chửi. Nó lạ vậy đó. Thì ở đây tôi mong rằng quý vị thiết lập truyền thông, đừng để mâu thuẫn như vậy. Ta hạnh phúc dữ lắm ta mới còn cha còn mẹ trong cuộc đời. Đừng bao giờ để cái mâu thuẫn đó mà nói tiếng thứ trước, tiếng thứ hai là để bị cha mẹ la, thì cái điều này không nên. Mà ta có thể nói với cha mẹ luôn luôn, lúc nào cũng có thể nói chuyện được.
thiết lập đường thông như thế. Để chi vậy? Để ta cảm nhận được giá trị hạnh phúc rằng con còn có cha có mẹ, và lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng thương yêu con, và lúc nào con cũng muốn gần gũi cha mẹ. Chứ không phải nói là lúc nào cha mẹ nói tiếng trước tiếng sau là lo tranh thủ cuốn giò chạy, chứ để không cụ chổi bà chổi theo. À, thì ở đây là thầy nói để quý vị có những hạnh phúc đó, mà khi mất rồi thì thầy nói rằng khi sống thì không cho uống cho ăn, đến khi thác xuống thì làm văng tới rùi. Cầu ơi, tới chừng hầu còn sống á, nó không gần gũi cha mẹ được chút xíu nào, không nói được một lời nào hay, không dám ôm cha mẹ hôn cái, mà ôm người yêu hôn quá trời. Bên hiếu không? Bên tình, bên hiếu thì bên nào nặng hơn? Biết liền. Nên có khi cha mẹ, ta lại ta ôm cha mẹ một chút xíu, ta nói những cái lời có cánh, nó không được. Mắc cỡ, nó không được. Nhưng mà đối với người khác nó nói hay lắm. Như vậy là đúng hay là sai? Chảo. Cha mẹ mà nói lời thương yêu không được, mà người khác nói lời thương yêu, ông này xạo nè. Nhưng mà ông xạo, tôi thích ông nói xạo. Có những người thích nói xạo. À, thì ở đây là tôi nhắc quý vị ở giá trị hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho ta nhân quả hay lắm. Nếu đời này chúng ta phủ nhận giá trị đó thì nhiều kiếp về sau ta phải chịu cái quả báo đó. Mà cái quả báo của quyền thất tổ, quả báo này lớn nè. Quả báo quan gia trái chủ này lớn nè. Vì sao vậy? Vì cha mẹ cho ta nợ quá nhiều. Hả? Và ta cho con ta nợ quá nhiều. Có những cha, những người cha người mẹ còn hơn Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Cho con mình mà cho cả cuộc đời của mình rồi, mà cho cả thân tâm nữa. Mà đến lúc mà nói rằng con mình nó bỏ mình nó đi, mà nó móc lấy trái tim mình cho vợ nó ăn đấy. Mà đến lúc nó cầm trái tim mình đi mà nó giúp nó té, trái tim vẫn còn nhảy lại hỏi con có đau không? Không. Câu chuyện thì nghe nó hơi phi lý chút, nhưng mà đối với trái tim của người mẹ thì không phi lý chút nào. Quý vị thấy không? Quý vị thấy câu chuyện phi lý không? Nhưng mà đối với người cha người mẹ thì không phi lý chút nào. Và chúng tôi nói là khi mà cha mẹ mình mà mình đau một cái là cha mẹ quên cái đau liền. Này là hạnh phúc ghê lắm. Cho nên hồi tối này tôi đau, bà cụ qua nằm bên đó với tôi. Đến lúc tôi lớn như vậy, mà khi tôi đi nước ngoài tôi bệnh, tôi không bao giờ dám nói cha mẹ. Vì mình bệnh ít mà mình chỉ cần báo cho cha mẹ biết thôi, cha mẹ bệnh nhiều hơn mình. Cha mẹ thương con đau vậy đó. Cha mẹ thương con mà nghe con mình là có gì đó là cha mẹ bỏ ăn bỏ uống vậy. Thì cái đó là cái lòng của cha mẹ không bao giờ con cái cả được. Mà cái này là giá trị hạnh phúc ghê không? Lớn lắm. Đó. Thì ở đây là tôi nói giá trị hạnh phúc đời thường mà quý vị hãy nên gìn giữ. Ai đã từng có gia đình, đã đang có một sở hữu một gia đình, nếu quý vị không bước lên một chân trời cao lớn hơn nữa, có nghĩa là không làm những việc lớn to tát hơn nữa, thì giữ cái hạnh phúc đó và tạo cho nó phát triển lên. Cái này tôi nghĩ là tốt. Vì Đức Phật cũng có dạy, ha, là nếu cha mẹ Đức Phật không còn tại tiền, thì báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ chính là phụng dưỡng hai ông Phật ở đời. Đúng không quý vị? Phải gieo nè. Vậy thì chữ tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Có nhiều người hy sinh cả đời mình để lo lắng cho cha mẹ. Đến lúc cha mẹ mà quá vãng rồi đó, thì xét lại tuổi mình cao rồi, và lúc đó cũng không muốn lập gia đình nữa. Có những người con vậy đó. Tôi đã từng cảm nhận được có những người con trai báo hiếu cho cha mẹ điều đó, và có những người con gái đã từng báo hiếu điều đó. Phát tâm ở vậy, không có chồng, không có vợ, để nuôi cha nuôi mẹ đến lúc cha mẹ qua phần. Thì những người đó nuôi cha nuôi mẹ đến lúc cha mẹ qua phần rồi thì tuổi đã lớn rồi, thì thôi ở vậy luôn. Nhưng mà lúc sinh thời còn xuân sắc thì nhiều người đến hỏi cưới, người đó không ưng. Nhiều người phụ nữ thương anh chàng đó, anh chàng đó không ưng. Vì anh nghĩ vậy nè, mình mà có vợ, biết đâu vợ mình trước mặt mình thì hiếu thảo vậy, sau lưng có lo cho cha mẹ mình được hay không? Cũng như câu chuyện mà nó lên tuồng cải lương mà bà già bà có 9 đứa con á. Bà lợi tới thằng con trai thì con dâu nó hằng học. Bà lợi đến đứa con gái thì còn rể nó nhậu về nó chửi vợ nó thôi chứ không chửi mẹ làm chi.
thấy không? Nó nhậu về nó chửi vợ, nó đánh con thì mẹ ăn trong nước mắt, thấy không? À, còn lại thằng con ruột thì con dâu ha, nó dằn mâm sáng chén thì bà già cũng ăn không nổi rồi. Cho nên có những đứa con vì hiếu thảo với cha mẹ mà ở vậy lo cho cha mẹ. Có những người cha người mẹ hạnh phúc lắm nhưng mà cũng thương con lắm, rất là thương con, biểu nó lấy vợ đi không, cha mẹ có thương cỡ nào đi nữa nó cũng ở vậy để lo cho cha mẹ. Không? Thì đó là giá trị hạnh phúc mà tôi muốn gửi gắm đến quý vị. Bây giờ cái điều thứ hai tôi gửi gắm quý vị, đó là chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hơn những người khác. Như những cái câu mà tôi nguyện: nguyện cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người bệnh mũi được ngửi mùi, người bệnh lưỡi được nếm vị, người thân bại liệt được đi đứng khoan thai, người ý điên loạn được phục hồi tâm trí. Và bữa nay cái VCD này tôi muốn quý vị nghe điều này để quý vị ráng tinh tấn tu hành trên tinh thần nhân quả. Chúng ta có mắt, người khác mù bẩm sinh, họ đâu có muốn đâu, đúng không quý vị? Có ai muốn mình sinh ra mình mù không? Mai khờ dại muốn kỳ cục vậy. Nhưng mà ta có mắt rồi thì ta có khác người mù không quý vị? Vì ta chưa thấy được chánh pháp, ta chưa thấy được một tương lai ở kiếp sau. Bây giờ ai thấy được kiếp sau của quý vị là quý vị còn mắt sáng, giơ tay lên thầy coi. Ai chắc chắn rằng đời sau con thấy rõ, đời sau con có mắt sáng, giơ tay lên. Vậy là mình có mắt cũng như mù, đúng không? Vì mình biết ngày hôm nay, mình đâu có biết ngày mai. Tối nay vì ngày qua mà thầy biết là bữa nay thầy bệnh, thầy đâu có thèm bệnh, thấy không? Mình chỉ biết bữa nay thôi, mình đâu biết ngày mai. Và mình biết bây giờ thôi chứ lát nữa không biết. Đang nói ngon lành, đang nói ngon lành đàng hoàng về mà tuột quyết áp cái kịch, là làm cái kịch, làm cái bịch chua. Tuột quyết áp cái kịch, làm cái bịch là đi vô 4 miếng gián. Như vậy thì ta đâu có biết, ta đâu biết con đường tương lai của ta. Vậy thì ta có mắt, ta nói ta có mắt nhưng cũng như mù, vì ta không thấy được trong tương lai, ta không thấy rõ nhân quả. Cái này thầy chỉ nói nhân quả thôi, nhưng thực sự ra con mắt này vẫn chưa thấy rõ nhân quả. Như vậy ai chưa thấy rõ nhân quả, người đó có mắt cũng như mù. Ai chưa thấy rõ nhu vô thường, người đó có mắt cũng như mù. Thấy không? Vì mình đâu biết tương lai, mình đâu biết ngày mai ra sao. Thì có người nguyện, con nguyện sanh Tây Phương. Thầy nói là hãy theo thầy học đi. Thầy phân tích cõi người cho, để thấy rõ Đức Thế Tôn ta sanh ra cõi đời này 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngai vàng địa ngọc đã dành sẵn cho Thế Tôn. Ngài là bậc thượng nhân, còn ta là tiểu nhân. Ta sanh ra trong một gia đình nhỏ, ta sanh ra y báo nhỏ, chánh báo nhỏ, trí của ta không bằng Ngài. Ngài sanh ra cõi người thôi, Ngài sanh ra bậc thượng nhân. Và chúng tôi cũng thường cạnh tranh với những đứa con của ông Bút. Tại sao nó có phước báo y báo hơn tôi? Nó sanh làm con ông Bút mà tôi không được sanh làm con ông Bút. Tôi làm Bút con và tôi muốn làm Bút con. Muốn có được không quý vị? Ông giàu có quyền thế, ông có thể xây thế giới này, xây vậy nè. Còn bản thân của mình muốn xây được không? Mình quay trong trống, mình làm cái trong trống xong mình xây. Còn ông ta ông dùng cái mạng lưới NATO, ông dùng mạng lưới quân sự, ông xây thế giới này bằng sức mạnh của đồng tiền, bằng sức mạnh của quân sự, bằng sức mạnh của nguyên tử, của hạt nhân. Giàu có ông lắm để dám làm việc đó. Còn ta mà cỡ như mà thường khi mà con mà làm cha mà làm thầy thuốc thì con đốt sách, đúng không? Quý vị từng nghe câu đó không? Cha mà thầy thuốc là con đốt sách, cho nên ổng xây bằng sự thì thầy phải xây bằng cuốn sách cung kinh. Đem mà mình mà có địa vị, mình có danh vọng rồi thì quý vị nghĩ là xây thế giới này. Cho nên là Liên Hiệp Quốc vẫn bầu ông Sophia Nam gì đó, thấy không? Liên Hiệp Quốc cho ông là cái người mà trao cho ông cái bằng là hòa bình thế giới, phải không?
Ông đi tới đâu ông đem hòa bình tới đó. Mà nếu như mà mình đem, mình mà có cái quyền uy, cái giàu sang như vậy, mình nổi tiếng như vậy, thì mình xây thế giới này trở ngược lại. Thế mắc gì ông xây qua đây, mình xây ngược trở lại. Nhưng mà chúng ta lại không có được cái điều đó. Có nhiều người giỏi thì hơi bị cản trở, có nhiều người tài thì bị tù dập. Chứ đâu phải trên thế giới này. Galileo là một nhà bác học lỗi lạc, bị chém đầu trên mái chém. Thấy chưa? Chứ đâu phải là được đem những cái phát minh của mình cống hiến cho xã hội đâu. Galileo nói rằng trái đất và tất cả những hành tinh khác quay xung quanh mặt trời, trong cái hệ mặt trời này, nói trái lời Chúa, chém, sau đó xin lỗi sao? Đó, người tài đâu phải dễ đâu. Cho nên là trong các nhà triết gia thì thường có nói, con ngựa hay, con ngựa chiến không bao giờ chết già. Mà tôi nghĩ những điều đó, cho nên tôi nghĩ tôi cũng sẽ chết sớm. Tôi ráng làm người tài. Vì những người tài chết sớm, không ai chết trễ. Vì con ngựa chiến, con ngựa hay nó phải chết ở chiến trường. Còn con ngựa cơ, con ngựa cỏ, con ngựa cỏ, con ngựa quèn nó chết già. Tại vì nó ở nhà nó chết, nó đâu ra chiến trận đâu. Mà thầy Nhật Từ nói một câu rất tuyệt vời. Thầy nói muốn lãnh đạo thì phải lãnh đạn. Có nghĩa là muốn làm chủ người khác phải chịu cực, chịu khổ, chịu, có nghĩa là giống như heo lăn chai ấy, là lăn lộn vào đi, bị kích, bị quạt, bị đánh, bị chọt, bị đủ thứ hết thì mới đủ kinh nghiệm. Nếu chúng ta mà ngồi không bị gì hết mà chúng ta để đòi lãnh đạo thì chưa chắc, mà chúng ta phải bị đủ thứ chuyện trên đời hết, lúc đó có bản lãnh lãnh đạo được. Và chúng tôi cảm thấy là chúng tôi tuyệt vời với những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà bị tù dập, phải không? Bị la rầy, bị những đòn roi, mà những đòn roi, mà đòn roi trong Phật pháp đó thì nó khác với đòn roi về thế gian. Đòn roi về thế gian thì bị đánh đập, phải không? Còn đòn roi trong Phật pháp là bị không chơi. Mà tính tất cả những thứ đó là một mãnh lực để chúng ta đi vươn lên. Quý vị thấy chứ, có những cái phiến đá đó nha, đè cỏ lại, vừa dỡ phiến đá ra cỏ mọc ao 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 ao. Cái đó là những kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Mà ta nói ta có mắt mà ta thấy tất cả những thứ đó, thế thì gọi là người mù được thấy. Người mù được thấy có nghĩa là cái người đó được thấy rõ quy luật nhân quả. Đừng bao giờ cầu toàn, đừng bao giờ mong mình được an vui hạnh phúc. Mong mình được an vui hạnh phúc mà cái quả đó không có, đau khổ lắm. Đó. Mà ta lao vào tất cả mọi việc trong 10 điều tâm niệm, trong luận Bảo Vương Tâm Muội. Trong luận Bảo Vương Tâm Muội nó cái người nào mà nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh, cho nên lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Ai lại không bệnh? Lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Có cái thân bệnh cảm ơn. Và những cơn đau mà chúng tôi chịu đựng để vượt qua. Và trong lúc chịu đựng để vượt qua, trong đó có nguyện cầu. Khi niệm Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Bồ Tát, và tôi nguyện rằng chính sự đau đớn này là cái quả mà con phải nhận. Vì trong cuộc đời con đã làm cho người khác đau đớn nhiều như thế, con đã từng sát hại chúng sinh như thế, cho nên bây giờ những cơn đau đó là cái quả mà con phải chịu. Và con mong rằng xin cho con trả những cái quả này, và xin cho nỗi khổ niềm đau đó nó tăng lên nữa, để cho con cảm nhận được rằng những chúng sinh quan gia trái chủ họ đã trả được cái nợ của họ. Có nghĩa là họ oán con dữ lắm, họ mong cho con khi nào mà con bị yếu đi, họ sẵn sàng tù dập, họ sẵn sàng làm cho con đau nhất một cách cùng tột, để cho con đau khổ. Thì giờ này là giây phút con đau khổ, con xin trả. Và lúc đó cảm nhận được đau ghê lắm, đau như thế nhưng mà chấp nhận trả, cho nên cái đau đó nó bớt đi. Và luôn luôn nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát và niệm các ngài. Thì tôi không biết là quý vị bệnh, quý vị có niệm Quan Âm nhiều không? Tôi bệnh tôi niệm Quan Âm ghê lắm. Tôi niệm Quan Âm tầm thinh cứu khổ cứu nạn, ha, gia hộ cho con vượt qua, trả được cái nghiệp này.
vượt qua cái ải này, trả được cái nghiệp này. Và dầu rằng đêm tôi bệnh, tôi đau ghê lắm, nhưng mà tôi vẫn biết chiều nay tôi giảng nổi. Cái đó là một cái sự màu nhiệm mà tôi tin được. Chứ còn đêm qua là tôi trong ruột không có một miếng cơm, ói ra hết, mà ói đến gọi là tới mật xanh. Mà cái sự đau đớn như thế mà tôi vẫn nghĩ rằng chiều nay tôi giảng được. Và sáng nó ói một chập nữa, và tôi ra tôi nguyện hương được là tôi tiếp. Cái nguyện tôi sẽ thành. Cái việc làm của mình nó trắc trở ghê lắm, nhưng sẽ không bao giờ cản được chân tôi đâu. Nếu như bữa nay mà tối nay tôi vẫn giảng ở bên Pháp Thiện, bệnh đau như thế nhưng tôi vẫn không thấy cái bệnh, và việc tôi làm tôi vẫn cứ làm, không có cái gì cản trở tôi được. Tôi vẫn chấp nhận trả nghiệp, nhưng mà và tôi vẫn thấy rõ nhân quả của nó. Cho nên trước con mắt tôi nghĩ rằng tôi cầu nguyện cho người mù được thấy, rồi tôi mong rằng tôi thấy rõ nhân quả của tôi. Và tôi khuyên mọi người để thấy nhân quả của tất cả mọi người, đừng bao giờ sợ hãi với nó. Bây giờ mà nó đem đến tôi cái chết, tôi vẫn không sợ hãi. Như vậy tôi mới thấy được. Chứ nếu không, chúng ta luôn luôn chấp nhận cái mù của mình. Nó là có mắt vậy chứ không phải có mắt đâu. Nhiều người đi trong vô minh và đi, càng đi càng đi chìm xuống, đi đến cái chỗ chết. Và tiếp tới, người điếc được nghe. Người điếc là ai? Là người có tai điếc, là người bẩm sinh bị điếc, hay là chúng ta có tai mà chúng ta cũng như điếc? Ai ở đây nói rằng con có tai là con nghe hết, cái gì con cũng nghe? Có nghe không? Thầy nói quý vị có nghe không? Nói lớn lên con nghe không? Nghe. Nghe, nhưng mà giờ hồi nãy giờ thầy nói bao nhiêu là lát nữa thầy nhờ quý vị lên ngồi đây nói lại nha. Thầy hồi nãy giờ thầy nói gì quý vị chỉ trùng phiên lại thôi. Đức Thế Tôn nói bao nhiêu kinh, Ngài A Nan trùng phiên lại hết. Thấy không? Như vậy gọi là, theo quan điểm của chúng tôi gọi là điếc được nghe. Điếc được nghe là sao? Khi ta nghe được giáo pháp thì ta phải hiểu là nước trong bốn biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp của Như Lai chỉ có một hương vị, đó là hương vị giải thoát. Như vậy khi ta nghe, năm anh em ông Kiều Trần Như nghe Đức Thế Tôn ba lần chuyển pháp luân, chứng được gì? A-la-hán. Thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, năm anh em Kiều Trần Như chứng A-la-hán. Rồi bây giờ quý vị muốn nghe ha, thầy mong rằng quý vị sẽ là người điếc được nghe. Bây giờ thầy chuyển nghe, ba lần chuyển pháp luân nghe. Để ở đây lát có người bạch vì chứng A-la-hán, có thần thông bay đi tự tại. Đây, cái đó là để thầy nói quý vị hiểu. Giáo pháp của Như Lai là pháp giải thoát tuyệt vời, nhưng ta nghe rồi, ta có chứng đạo không? Ta nghe mà ta không chứng thì ta với người điếc có khác gì đâu. Đúng không quý vị? Cái này là cái mà tôi muốn truyền ra cho quý vị. Cái này là cái thông điệp mà tôi cảm nhận được rằng ta là những người mù, chưa hề thấy rõ nhân quả, chưa hề thấy rõ vô thường. Ta là những người điếc, nghe giáo pháp của Thế Tôn mà chưa từng tỏ ngộ, chưa từng vào tai cái câu giáo pháp giải thoát bầu nhiệm đó. Để rồi cái câu đó nó giúp cho ta chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Mà Đức Thế Tôn chỉ cần ba lần chuyển pháp luân, khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn, con đường đi đến niết bàn, năm anh em ông Kiều Trần Như chứng A-la-hán quả, tam bảo có mặt ở thế gian. Vậy mà giờ này con cũng có tai, con cũng nghe giáo pháp của Như Lai, hằng đêm con tỳ tụng giáo pháp của Như Lai, mà tụng thì tụng mà không nhớ gì hết. Vậy thì ta tụng ta có nghe không? Tụng nghe chứ không nghe. Nghe ông này ông dẫn chúng thấy ghét. Ông tụng gì cái giọng gì đâu mà tôi tụng không được. Nghe chứ sao nghe. Ai tụng kinh cũng nghe hết, nhưng mà nghe rồi mất hết. À, nghe rồi nó qua đi, nó mất hết.
mà bữa nay nghe, ngày mai nghe, ngày mốt nghe, đêm nào cũng tới chùa tụng kinh. Hỏi tụng kinh gì vậy? Coi chừng quên cái tựa. À, cái chỗ này ta có nghe nhưng mà chẳng nghe được gì cả. Vì nghe nguyên một thời kinh xong rồi về nhà chẳng có nhớ được gì cả. Và trời ơi, hỏi chị tu bao nhiêu năm rồi? 40 năm. Họ có nghe được câu nào chưa? Chưa nghe câu nào. Vì thường bất khinh Bồ Tát, nghe từ không gian chư Phật nói cho nghe. Ai về tụng kinh, tụng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát, phải chăng thường bất kinh Bồ Tát anh nghe được chư Phật nói pháp, phải không? Tại vì ngài đâu có khinh ai, ai ngài cũng thấy Phật thánh hết, cho nên ngài phải thấy nghe được Phật nói pháp. Còn ta có thấy mọi người xung quanh là Phật là Bồ Tát không? Có không? Không có, cho nên ngồi im vậy. Nếu ta thấy mọi người xung quanh ta là Phật là Bồ Tát thì ta đâu có ghét bỏ ai, phải không? Ta đâu có hơn thua với ai, ta đâu có nói xấu ai, ta đâu có hiềm khích với ai, ta đâu có dành chỗ ngồi với ai. Cái chỗ này là cái chỗ rất là tuyệt vời. Mà chúng tôi nói là nếu chúng ta nhìn thấy đâu cũng là Phật, đâu là Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thì mình không bao giờ dám ghét ông Phật nào hết. Không bao giờ ghét Bồ Tát. Cái đó là tai biết được nghe. Rồi, bây giờ để mũi được ngửi mùi. Mà đến cái chỗ mà tai điếc được nghe đâu, thầy hát một bài hát, lát quý vị hát lại giùm thầy coi, quý vị có nghe hay không. Thầy mong rằng ở đây không ai bị điếc, ai cũng nghe hết. Và sau khi thầy hát xong thì mọi người đều hát trở lại được hết. Phật dạy, nhớ lời Phật dạy chứ không phải lời của thầy nghe. Dưới điều lý qua cầu, lý qua cầu. Từ bữa nay hồi tối, hồi tối bị ói cho nên cái cần cổ bữa nay là nó dở lắm nha. Người ơi xin nhớ cho một lời, mọi điều sâu ác xin đừng vương xa lánh ngài. Người ơi làm điều hiền lương xin tận tâm gắng sức đêm ngày, dành cho tâm trí sáng trong dịu dàng yên tĩnh. Đây chính lời chư Phật khuyên, lời đây chính lời chư Phật khuyên cho chúng sinh về đến linh thú. Cái tử linh thú mà đưa vô nó không xuống được ông ơi, đành phải nói là linh thú. Cái bài lời Phật dạy nó ngắn quá trời đi. Người ơi xin nhớ cho một lời, chỉ nhớ một lời thôi. Ở trong đây là khuyên, là Đức Phật dạy là nhớ một lời thôi. Mọi điều xấu ác xin đừng vương, có nghĩa là gì? Chư ác mạt tác là bỏ các điều ác, xa lánh ngay. Xa lánh ngay nghe không? Chứ đừng có vương vấn xa lánh ngay. Người ơi làm điều hiền lương xin tận tâm gắng sức đêm ngày, có nghĩa là vâng làm các điều lành, đúng không? Dình cho tâm trí sáng trong dịu dàng yên tĩnh là gì? Giữ thân tâm trong sạch, phải không? Đây chính lời chư Phật khuyên, đây là lời Phật dạy cho chúng sinh về chốn an lành. Có 4 câu vậy mà viết ra cái bài Lý Qua Cầu. Hát lần nữa không? Hát lần nữa em. Tại cái bài này ngắn, phân tích xong hát lại lần nữa. Cái bài này chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Dịch là chớ làm các việc ác, xuyên làm các điều lành, giữ thân tâm trong sạch là lời chư Phật dạy. Đúng không? Rồi bây giờ hát. Thầy mong rằng thầy hát xong là quý Phật tử hát lại được. Người ơi xin đừng vương xa lánh ngài. Người ơi làm điều hiền lương xin tận tâm gắng hát lại được. Người ơi xin đừng vương xa lánh ngài. Người ơi làm điều hiền lương xin tận tâm gắng sức đêm ngày, dành cho tâm trí sáng trong dịu dàng yên tĩnh. Đây chính lời
Phật khuyên cho chúng sanh về chốn an lành. Đây chính lời chư Phật khuyên cho chúng sanh về chốn linh thượng. Xuống hai lần mà nó vẫn cứ rớt. Nó chết thiệt, cái đau, cái cổ nó đau thiệt chứ ta. Bệnh mà nó đau, đáng ra người ta đừng có bệnh, thấy không? Mà nó cũng bệnh. Rồi, ta hát miếng vậy thôi ha. Bây giờ tiếp phần nữa là gì? Có mũi ngửi mùi. Hồi nào giờ chúng ta có ngửi mùi không? Có không? Nó thiệt nha. Có ngửi mùi không? Có, cảm ơn quý vị. Quý vị có ngửi. Giờ vậy ngửi cái mùi gì? Ngửi mùi gì? Tóm lại là có cái mùi gì, ngửi cái mùi này. Ha? Tại vì cái lỗ mũi ta ngửi được mùi, cho nên chúng ta có cái mùi gì, ngửi mùi này. Thì chúng ta phân ra làm hai. Một gọi là hảo hương, là mùi gì? Cái mùi mình thích, mùi thơm. Hai là ố hương, cái mùi mình không ưa, hay là cái mùi thúi. Ha? Ố ha. Rồi bây giờ mình ngửi được hai cái mùi này, nhưng mà xin thưa, cái mũi của mình đã ngửi được mùi chưa? Thì xin thưa, mình là người chưa ngửi được mùi. Vì sao vậy? Vì mình không biết thật tướng của tất cả các mùi đó. Giả sử như bây giờ nó có một cái mùi xăng thơm đi, nó xịt xịt xịt, chứ mình đi ngang mình nghe thơm, muốn ngửi không? Muốn ngửi không? Muốn, ai cũng thích, thơm mà ai không thích. Nhưng mà mình quay qua mình hửi hửi, mới vừa hít hít cho nó, trời, cái mùi nó độc lắm á. Cái mùi đó hít vô là viêm mũi chết luôn á. Có không? Cái mùi xăng thơm nó có viêm mũi không? Cái mùi xăng thơm nó độc lắm đó. Nhưng mà mình nghe mình thích là ngửi không? Thích. Rất lì lạ. Như vậy thì mình thích cái mùi độc, đúng không? Mình thích mấy cái mùi độc. Và có nhiều người ta nói là cái nước hoa đó làm bằng gì quý vị? Nước hoa làm bằng gì? Làm bằng gì chứ? Quá chất hả? Nước hoa làm bằng quá chất. Thôi tóm lại là mình biết nó là quá chất đi. Nhưng mà thật sự ra có nhiều người ta nói làm bằng cái thứ kỳ cục lắm. Thấy không? Thôi không nói. Lỡ nói là mấy người bán nước hoa ta vô tới chùa Linh Thứ là chết. Người ta kiện chết, ta coi cái đĩa này người ta kiện. Thấy không? Thế mà xin thưa đây là ở đây là thầy chỉ nói là cái mũi ta ngửi mùi, nhưng thực sự ra ta chưa từng ngửi được mùi. Là tại vì ta chưa biết được thật tướng của nó. Thật tướng của các pháp ta chưa từng ngửi được, cho nên cái mùi hương thật tướng này chưa ngửi được. Thì cái này là nguy hiểm mà. Cái này nguy hiểm cho cái lỗ mũi này. Thấy không? Cái đó là mũi ngửi mùi. Ta ngửi nhưng mà ta chưa biết thật tướng của nó, cho nên ta là cái người bệnh mũi. Mà trong kinh Pháp Hoa nói là nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà có bao nhiêu công đức? 1200 công đức về mũi. Nhờ vậy mà ở đây ta nghe được cái âm thanh, cái mùi hương ở cõi Phật, ở cõi trời hương tích, ở cái cung điện Đức Phật đang nói Pháp, và ngửi được cái hoa mà chư thiên rải ra cúng dường. Còn nói nữa, nhờ công đức tụng kinh Pháp Hoa mà mũi đó nghe được cái người đi ngang, là cái người đó là người nam hay là người nữ. Thấy cái người nữ đang nghiến chữa, chúng ta biết luôn cái mùi trong đó là con trai hay là con gái. Đúng không quý vị? Đúng không? Tuyệt vời. Cho nên cái lỗ mũi này siêu âm luôn. Ở đằng xa là ta siêu âm rồi, chứ không có phải là về như giống máy siêu âm mà để về đưa lên chụp hình rồi đưa vô mà rà rà đâu. Ráng tụng kinh Pháp Hoa, mai mốt lỗ mũi của quý vị siêu âm được luôn. Cái đó mới gọi là mũi được ngửi mùi. Còn chúng ta được ngửi mùi chưa? Chưa. Cái này gọi là bị ngửi mùi. Lỡ như ở trong đây ai có bắn pháo thì bắt đầu bị ngửi mùi.
lúc đó được hay bị? Thì chúng ta hiểu, chúng ta hiểu điều đó, cho nên chúng ta chưa được cái công đức là gọi là mũi ngửi mùi. Còn bây giờ nói tới lưỡi nếm vị, chúng ta có lưỡi chúng ta nếm vị được chưa? Được rồi, vị nào chúng ta cũng nếm hết. Mà có những người muốn ăn sơn hào hải vị nữa, nhưng mà thật sự ra cái đó đã nếm được vị chưa? Chưa từng nếm được vị. Những người bị bệnh mũi cả, mà ai đã từng nếm được vị thì phải hiểu rằng Đức Thế Tôn, trên lưỡi của Đức Thế Tôn tất cả mọi vị đều chuyển thành vị cam lồ. Cái này mới tuyệt vời. Thì cho nên trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất, Ngài Đại Ca Diếp mới phạt Tổ A Nan, mới nói rằng: này ông A Nan, ông hãy sám hối, vì sao Đức Thế Tôn khát nước biểu ông đi lấy nước mà ông không chịu đi? Tại sao ông không chịu đi lấy nước? À, cái lúc đó Đức Ngài A Nan nói là do có 500 cổ xe mới đi qua cái dòng suối nước đục quá, tôi không thể lấy được nước cho Thế Tôn dùng. Thì Ngài Ca Diếp mới phạt Ngài A Nan nói rằng: thế thì Ngài không hiểu rằng Đức Thế Tôn, trên lưỡi của Đức Thế Tôn tất cả mọi vị đều chuyển thành cam lồ hay sao? Cho nên dầu rằng Ngài có thọ cái bát xuống, Ngài múc nước, nước đục chuyển thành trong. Cái chỗ này quý vị thấy tuyệt vời chưa? Về sau mà ta nghe được cái chỗ đó chúng ta mới thấy tuyệt vời. Có một câu chuyện Đức Thế Tôn chỉ cho con ngỗng chúa đó nghe. Nó thọt cái lưỡi nó vô trong sữa đó, trong cái sữa đó nha. Nó chỉ uống sữa thôi, nó không uống nước. Chúng ta quậy sữa với nước lại, con ngỗng chúa nó thọt cái lưỡi nó vô đó, nó chỉ uống sữa thôi, nó không uống nước. Cái lưỡi của nó còn hơn vàng lọc nữa, nó chỉ lọc lấy sữa thôi, không uống nước. Thấy không? Thì cho nên á, trên lưỡi của Đức Thế Tôn chỉ có vị cam lồ mà không có cái gì khác. Như vậy thì đặt một câu hỏi, vậy thì tại sao Đức Thế Tôn dùng bát cháo nấm để bị thổ tả? Phật tử phải tư duy nha. Ở đây là nhân duyên hội đủ. Đức Thế Tôn đã nhận lời của Ma Ba Tùng, do vậy mà Đức Thế Tôn phải thị hiện niết bàn. Nhớ nghe, có đề có nghĩa là sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại, cho nên trên lưỡi của Đức Thế Tôn luôn luôn có vị cam lồ. Nhớ như vậy để chúng ta cảm nhận được rằng giá trị mà chúng ta nhận ở đây là khi chúng ta tu tập, chúng ta ăn những cái thức ăn đạm bạc, nó trở thành vị cam lồ với niềm tin vững chắc nơi ba ngôi tam bảo. Quý vị làm được không? Có dám bỏ đồ mặn ăn chay không? Dám không? Còn dám mà sao thấy im rơ vậy ta? À, mấy người vỗ tay bữa nay thầy ngó rồi nghe, nhớ là ăn chay nghe. Chứ vỗ tay rồi không có quỵt với thầy à, về nhà ăn mặn à. Ăn mặn là ăn mạng á, mà ăn mạng là mai mốt nó đền mạng á. Thấy không? Rồi, nói hai cái nữa. Đó là, ủa còn ba cái nữa chứ, tính ra là còn ba cái. Miệng câm được nói. Vậy thì từ nào giờ mình có được nói không? Có, nói tùm lum là la đó. Nhưng mà nói làm cho người khác đau khổ thì cái này gọi là còn hơn là câm. Hả? Còn hơn là câm, tại vì chúng ta nói làm cho người khác đau khổ, vậy thì sướng hơn là câm. Câm nó không làm cho người khác đau khổ. Mình có miệng mà mình làm cho người khác đau khổ, cái này nguy hiểm, đúng không? Cho nên gọi là còn hơn người câm. Vậy thì được nói là nói gì? Nói giáo pháp màu nhiệm, pháp giải thoát. Tôi khuyên tất cả mọi người nên nói những giáo pháp giải thoát để đem lại hạnh phúc và an vui cho mọi người. Như vậy gọi là người câm được nói. Thấy không? Rồi tiếp một cái nữa là thân bại liệt được đi đứng. Vậy thân bại liệt là gì? Phải chăng là mình được đi đứng nhưng mà được xem như là bại liệt là tại sao? Là tại vì mình đi tới đâu mình gieo rắc nỗi khổ niềm đau tới đó. Nếu như mà ta đi tới đâu mà ở đó cũng ví như là hoa sen được mọc lên, sắc giùm thầy mấy cái máy. Nếu như mà ta đi tới đâu
giống như là hoa sen được mọc lên, thì chúng ta nghĩ sao? Là người bại liệt được đi đứng. Thái tử Thất Đạt Đa bước từ hông bên phải ra, đi 7 bước nở 7 đóa hoa sen, là muốn chi? Chuyển hóa chúng sinh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trở thành thanh tịnh. Do vậy mỗi bước chân của ngài đi, hoa sen nở lên. Quý vị đi có hoa nở chưa? Hay là quý vị dậm qua mắc cỡ cho nó teo lại? Coi chừng là có dậm qua mắc cỡ rồi. Đi tới đâu dậm cái nó teo tới đó. Có nghĩa là nó héo tới đó đó. Thấy không? Như vậy nếu như chúng ta có chân đi, chúng ta đi tới đâu chúng ta làm an vui tới đó, thì được xem như là người bại liệt được đi đứng khoan thai. Và cuối cùng ý điên loạn được phục hồi tâm trí. Ý chúng ta tâm viên ý mã, trong tâm chúng ta mà có những cái ý nghĩ gì mà đem khổ đau cho mình, khổ đau cho người, nên cắt nó đi, đừng suy nghĩ. Mà nếu ta suy nghĩ được những điều nào đem hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, cái nhân quả đó đời này và đời sau cũng như nhiều kiếp nữa, con và tất cả chúng sinh đều là y báo với nhau, thiết lập một truyền thông an lạc, có được giá trị hạnh phúc trong cuộc đời này, xin cho con có những suy nghĩ đó, gọi là người điên loạn được phục hồi tâm trí. Như vậy điên loạn là động niệm, mà thanh tịnh an lạc là tại gì? Là giải thoát, là an vui. Như vậy tâm trí chúng ta muốn được phục hồi thì chúng ta đọc theo thầy cái câu này: động là điên, mà gì? Tịnh là trí, tịnh là trí, động là điên, tịnh là trí. Lúc nào chúng ta động, lúc đó tự chúng ta nói mày điên. Được chưa? Rồi, được, vậy là mình nghĩ được rồi ha. Như vậy trong chúng sinh là động niệm đúng không? Động là chúng sinh, mà tịnh là cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì chúng ta nói là tâm tịnh quốc độ tịnh, phải không? Tâm bình thế giới bình, phải không? Cái này là ai cũng thuộc hết rồi, phải không? Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Như vậy mình cầu mong một thế giới an lạc thanh tịnh, thì tâm mình tịnh chưa? Tâm mình mà chưa tịnh, tâm mình mà còn động loạn là còn điên đảo, phải không nè? Cho nên động là điên, động là điên. Lặp lại nhiều lần chứ để quên. Động là điên, động là điên, tịnh là trí. Mình không có trí cho nên mình chưa có tịnh. Chứ tịnh hồi nãy thầy lặp 3 lần là thụ rồi. Sorry, không phải là nói ở đây là động hết, nghe không? Có người là thuộc rồi đó, thấy không? Cho nên là ở góc độ đó thì thầy khuyên là tất cả mọi người nên giữ tâm thanh tịnh. Mà giữ tâm thanh tịnh chính là chúng ta cực lạc là đây. Sở dĩ chúng ta chưa có cực lạc ở đây là vì tâm trí chúng ta còn động loạn. Thôi thì thầy mong rằng cái giá trị hạnh phúc đời thường là chúng ta giữ được sáu căn của mình, giữ được thân bằng quyến thuộc y báo này, để gieo trồng trên tinh thần nhân quả với niềm tin tuyệt đối vào nhân quả. Đức Thế Tôn nói điều gì còn tin tưởng rằng nhân quả của ngài nói không bao giờ sai. Xin cho con trên tinh thần nhân quả, hằng ngày con gieo trồng những cội phước, để đời sau con sanh ra nơi nào cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà con nghe được giáo pháp của Như Lai, để mắt tai mũi lưỡi đó có được diệu dụng thanh tịnh của nó. Chính là điều thông điệp mà hôm nay tôi gửi gắm đến quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, niềm tin kiên cố, nhân quả tuyệt vời.
tôi xin nhìn nhận quá trường không, mỗi khi làm việc đều không đua anh, chỉ nguyện đồ xanh luôn đông đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bên lòng, không dục chi đấng trường phu, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung, là cống hiến, là lời danh, là cho đi không hề suy tính, dân thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau, tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hành tiến, không mong cầu không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắng nhục vinh hay thành bại, xin giữ tâm này làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân, bằng hoằng pháp sinh viên anh em ơi, hãy cùng nhau